hành trình trở thành tỷ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc của thầy giáo nghèo. Trước khi trở thành những người thành công và giàu có, hầu hết các doanh nhân trên thế giới đều nếm trải rất nhiều thất bại. Nhưng họ không bỏ cuộc mà coi những thất bại đó là động lực và bài học để tiến lên phía trước. Nếu có một cuộc bầu chọn những tỷ phú thất bại nhiều nhất thế giới, thì chắc chắn Jack Ma, ông chủ của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba, sẽ có mặt trong danh sách này. Học dốt toán, nền tảng gia đình kém. Theo bảng xếp hạng thời gian thực của tạp chí Forbes, tháng 5 năm 2017, Jack Ma đang sở hữu khối tài sản 31,3 tỷ đô la Mỹ và là tỷ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc. Jack Ma sinh ngày 15 tháng 10 năm 1946 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong một gia đình có bố công tác ở ngành kịch nói, mẹ làm trong lĩnh vực sửa chữa đồng hồ. Mỗi tháng, gia đình Jack Ma sống dựa vào 40 đô la Mỹ tiền lương hưu của bố ông. Ông có một anh trai và một em gái lớn lên trong gia đình nghèo ở giữa thời kỳ Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Vậy nên, không khó hiểu, Jack Ma luôn gắn liền với hình ảnh gầy gò, chưa kể tính tình ương bướng khi nhiều lần đánh nhau với bạn trên lớp. "Tôi chưa bao giờ sợ bất cứ đối thủ nào, bất kể họ lớn hơn tôi," ông chia sẻ. Lúc đó, ông cũng như bao đứa trẻ khác, thích bắt dế để chọi thi. Thậm chí cậu bé Jack Ma thuở nào còn rất tay giỏi để biết con nào lớn, con nào bé hoặc thuộc loại gì, chỉ nhờ vào tiếng kêu của chúng. Ngay từ bé, Jack Ma đã tỏ ra rất có năng khiếu học tiếng Anh và vô cùng yêu thích môn học này. Tuy nhiên, ông lại học rất kém môn toán. Jack Ma không phải là một học sinh xuất sắc. Trên thực tế, ông suýt không thể nào vào học trường cấp 3. "Tôi trượt một bài thi quan trọng hồi tiểu học 2 lần, trượt bài thi vào cấp 3 2 lần, thi trượt đại học 2 lần nữa," Jack Ma cho biết. Năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Nixon có chuyến thăm tới Hàng Châu. Nhờ thế, nơi đây bỗng trở thành một địa điểm du lịch hút du khách. Sau đó, cậu bé 8 tuổi được tiếp xúc nhiều hơn với người nước ngoài nói tiếng Anh. Cậu thức dậy rất sớm rồi đến các khách sạn hướng dẫn miễn phí cho khách để đổi lại bởi những bài dạy tiếng Anh. Trong suốt gần 10 năm, ngày nào Jack Ma cũng dậy sớm, đạp xe tới khách sạn Hàng Châu làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho khách nước ngoài để rèn luyện tiếng Anh. Biệt danh Jack được một vị khách thân quen với cậu đặt cho. Chẳng nản lòng khi bị Harvard từ chối 10 lần. Gia thế chẳng có gì, tiền bạc cũng không, nên lựa chọn duy nhất của Jack Ma là tập trung vào học hành. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông nộp đơn thi vào đại học nhưng 2 lần đều trượt. Trượt đại học là điều không hiếm gặp, nhưng chưa đầy 1% số điểm khi thi đại học lại là một chuyện hoàn toàn khác. Jack Ma nói rằng ông chỉ được 1 trên 120 điểm toán khi thi đại học mà thôi. Harvard được đánh giá là một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới. Vì vậy, việc Jack Ma bị từ chối không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Điều đáng nói là ông có can đảm gửi hồ sơ tới 10 lần. Nó cho thấy Jack Ma là người rất kiên nhẫn. Cuối cùng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, ông cũng đã đậu vào Học viện Sư phạm Hàng Châu, sau đổi thành Đại học Sư phạm Hàng Châu trong lần thi thứ 3. Ngôi trường được xem là tệ nhất lúc đó. Jack Ma tốt nghiệp năm 1988 và bắt đầu giải đơn xin việc đi khắp nơi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Jack Ma nộp đơn xin việc vào 30 vị trí khác nhau và đều bị từ chối. Ông thậm chí nộp đơn vào vị trí sĩ quan cảnh sát, nhưng họ chẳng mất đến một ngày để trả lại vì chỉ với vài từ giải thích không đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, ông còn nộp vào làm trong KFC. Trong số 24 ứng viên, 23 người đã được thuê, chỉ có Jack Ma là người duy nhất bị từ chối. Jack Ma cho rằng thất bại này phần lớn là do mình không có ngoại hình và chiều cao. Jack Ma cuối cùng cũng được nhận vào làm giảng viên tiếng Anh của một trường đại học địa phương. Ông rất yêu nghề và được sinh viên quý mến, nhưng cũng chỉ kiếm được 12 đô la một tháng. Nhìn thấy cơ hội qua Internet. Jack Ma chẳng có kinh nghiệm gì về máy tính và lập trình, nhưng lại dành niềm hứng thú đặc biệt đối với Internet. Ông lần đầu tiên dùng mạng Internet trong một chuyến đi Mỹ năm 1995. Lúc đó, ông đã thành lập công ty dịch thuật và đang trên đường giúp khách hàng thu hồi nợ. Ông gõ lên thanh tìm kiếm cụm từ bia, nhưng không thấy xuất hiện bất kỳ loại bia nào của Trung Quốc. Chính lẽ đó đã thôi thúc Jack Ma quyết định theo đuổi ý tưởng thành lập một công ty Internet của riêng Trung Quốc. Trở về Trung Quốc, Jack Ma mở trang web ChinaPet, là nơi tập hợp các doanh nghiệp Trung Quốc ở nhiều lĩnh vực khác nhau muốn tìm kiếm khách hàng nước ngoài. ChinaPet được nhiều người đánh giá là trang web thương mại đầu tiên tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó ChinaPet thất bại, Jack còn thua trắng với một dự án thương mại điện tử khác nữa. Những thất bại chưa bao giờ làm Jack Ma nản chí. Ông từng khẳng định, "Việc tôi thất bại không quan trọng, ít nhất tôi truyền tải được ý tưởng của mình cho những người khác. Và nếu tôi không thành công thì người khác sẽ thành công." Ông cũng tỏ rõ ý chí của mình. "Ngày hôm nay rất tàn nhẫn, ngày mai còn tàn nhẫn hơn, nhưng ngày mốt sẽ đẹp tuyệt vời." Ngày mốt tươi đẹp của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc. Vào cái ngày mốt đó đến 4 năm sau khi ChinaPet sụp đổ, Jack Ma mời 17 người bạn của ông tới nhà bàn bạc, trao đổi về tiềm năng phát triển của thương mại điện tử. Ông thuyết phục họ bỏ vốn cùng ông thành lập một trang web thương mại điện tử thứ 3 lấy tên là Alibaba. Mục tiêu là giúp các nhà xuất khẩu hàng hóa đăng tải hàng hóa để khách hàng có thể mua trực tiếp qua Internet. Ý tưởng về tên gọi Alibaba này đến với Jack Ma khi ông đang ngồi trong một quán cà phê ở San Francisco.
Nếu trong câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp, câu thần chú vừng ngươi mở ra giúp Alibaba khám phá được kho báu vô tận, thì công ty của Jack Ma cũng hoạt động với mong muốn làm phát lộ tiềm năng và cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngay sau đó, dịch vụ này bắt đầu thu hút nhiều bên bán hàng tham gia thuộc đủ quốc gia trên thế giới. Cả nhóm tiếp tục đồng hành dù cho không ít khó khăn bủa vây. Khoảng giữa những năm 2000, khi Alibaba của Jack đánh bại eBay tại thị trường Trung Quốc, nhiều phóng viên gọi ông là Jack điên vì phong cách thuyết trình đầy lửa với những mục tiêu vô cùng táo bạo. Năm 2005, Yahoo đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào Alibaba, đổi lấy 40% cổ phiếu công ty. Đó là cú hích lớn vào giữa thời điểm Tao Bao rất muốn đánh bại eBay trên chính sân nhà của mình. Năm 2013, ông rời vị trí CEO và chỉ giữ chức duy nhất vai trò chủ tịch. Sau đó, ngày 19 tháng 12 năm 2014, Alibaba chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng. Giữa thời khắc trọng đại đó, Jack Ma thông báo với vẻ đầy tự hào: "Hôm nay, thứ chúng tôi có được không phải là tiền, cái chúng tôi nhận được đó là sự tin tưởng của mọi người." Phiên IPO 150 tỷ đô la Mỹ thành công mỹ mãn, biến nó trở thành cuộc phát hành cổ phiếu thành công nhất lịch sử sàn giao dịch chứng khoán New York. Jack Ma bỗng vụt sáng, trở thành người đàn ông giàu nhất Trung Quốc với tài sản ước tính là 25 tỷ đô la Mỹ. Vẫn sống giản dị. Trở thành tỷ phú sau lần IPO đại thành công, nhưng Jack Ma vẫn giữ nét bình dị vốn có, chứ không ưa sự hào nhoáng. Thậm chí, ông còn duy trì những sở thích giản dị như đọc sách, viết tiểu thuyết kung fu, chơi bài poker và tập thái cực quyền. Không chỉ quan tâm tới người nghèo, Jack Ma còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Ông là thành viên của Ủy ban Bảo vệ Thiên nhiên Toàn cầu và từng có những chia sẻ tâm huyết tại Hội nghị Sáng kiến Toàn cầu Clinton năm 2015. Cuộc đời của Jack Ma luôn là niềm cảm hứng bất tận cho những người kém may mắn, nhưng khao khát vươn lên thành công bằng nỗ lực của chính mình. Ngay cả những lúc khó khăn nhất, Jack Ma cũng không hề từ bỏ khát khao đạt được ước mơ. Hãy ghi khắc câu nói nổi tiếng của tỷ phú này: "Nếu đến 35 tuổi mà vẫn nghèo thì đó là lỗi của bạn." Sai lầm lớn nhất cuộc đời. Buổi hỏi và đáp ngày 21 tháng 6 năm 2016 tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế San Petersburg lần thứ 20 ở Nga, tỷ phú Trung Quốc Jack Ma cho biết sự thành công của Alibaba đã gây ra những rắc rối không có hồi kết và khiến cho ông ít có thời gian dành cho bản thân. "Sai lầm lớn nhất của tôi là tạo ra Alibaba. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi chỉ cố gắng mở ra một doanh nghiệp nhỏ, nhưng sự lớn mạnh của nó mang đến nhiều trách nhiệm và quá nhiều rắc rối. Mỗi ngày trôi qua, tôi bận rộn như một vị tổng thống, không có dư hơi sức để làm gì nữa. Kết cục, tôi không bao giờ có cuộc sống của riêng tôi. Vì vậy, nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ trở thành một doanh nhân nữa. Tôi sẽ là của riêng tôi. Tôi muốn tận hưởng cuộc sống." Jack Ma tâm sự. Nếu sáng lập Alibaba là một sai lầm, thì chắc chắn đó là sai lầm nên xảy ra. Theo ước tính, Alibaba hiện có giá trị từ 190 tỷ đô la Mỹ. Nó giúp Jack Ma trở thành tỷ phú nổi tiếng thế giới, được gặp gỡ những nhân vật tầm cỡ khác như Barack Obama, Donald Trump hay Mark Zuckerberg. Vợ bỏ việc chịu khó, chịu khổ, ủng hộ chồng khởi nghiệp. Người ta kể lại rằng, vào đầu những năm 90, Jack Ma sau hàng loạt những thăng trầm trên con đường sự nghiệp trở về nói với vợ của mình là Trương Anh rằng ông muốn tự khởi nghiệp, muốn mở một công ty phiên dịch tên là Hải Bác ở Hàng Châu. Tuy nhiên, sau đó Hải Bác khi đi vào hoạt động chỉ thu về lợi nhuận một tháng khoảng 200 tệ. Để duy trì công ty, Jack phải vác bao gai đi Nghĩa Ô, Quảng Châu nhập hàng, hoa tươi, quà tặng, quần áo, rồi bán hàng ngoài chợ 3 năm liền mới cầm cự được công ty. Bản thân vợ ông Trương Anh cũng phải gồng mình làm việc để trang trải cho cuộc sống gia đình. Sau đó, Jack bắt tay thực hiện một trang web về danh mục các doanh nghiệp, nhưng cuối cùng bị người ta tưởng là lừa đảo rồi lại phá sản. Trong tình cảnh tưởng như khốn cùng đó, Jack Ma vẫn chưa thôi ý định khởi nghiệp. Ông lại nói với vợ rằng muốn đem 50 vạn tệ làm kinh doanh trang web bán hàng trên mạng. Rất nhanh sau đó, ông tập hợp được 17 người khác, trong đó có vợ ông bước lên con thuyền mang tên Alibaba. Sau này, Trương Anh mới nói rằng Jack thuyết phục bà làm ủy viên nhưng chỉ là hư danh. Công việc thực sự của Trương Anh trong tổ chức này đó là làm tạp vụ. Ban ngày họ họp thì tôi nấu ăn trong bếp, nửa đêm họp thì tôi làm đồ ăn khuya. Nhiều lần, Trương Anh thầm nghĩ trong đầu tự hỏi, tại sao mình đang đi làm vui vẻ lại phải trở thành bà mụ lo bù tiền cơm? Dù vậy, bà vẫn kiên gan đồng hành cùng chồng.